Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về công tác thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công quý 1 năm 2022. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hoàng Tuấn, lãnh đạo sở ngành và địa phương. Quý 1 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 8.638 tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu nội địa đạt 5.495 tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm, tăng 54% so cùng kỳ. Nguyên nhân số thu ngân sách 3 tháng đầu năm đạt cao là nhờ giá dầu thô thế giới ở mức cao 88,5 đô la Mỹ một thùng, so với giá dầu thô dự toán trung ương giao 60 đô la Mỹ một thùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh cho rằng xét về mặt tổng thể, quý 1 năm 2022, thu ngân sách trên địa bàn tăng cao, nhưng phân tích từ nguồn thì vẫn còn một số khoản thu đạt thấp, nhất là nguồn thu tiền sử dụng đất và thu sổ số kiến thiết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan địa phương cần có các giải pháp cụ thể đối với những khoản thu đạt thấp, đặc biệt là những khoản thu chưa đúng thực tế như thu thuế qua các hợp đồng giao dịch mua bán bất động sản, thuế tài nguyên khoáng sản, thuế kinh doanh vận tải. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án khu dân cư để sớm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường phải bám sát cái kế hoạch theo quyết định số 58 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban tỉnh về cái tiến độ thu tiền sử dụng đất. Nếu như mà có sự chậm trễ so với các mốc thời gian theo quy định thì Sở Tài nguyên Môi trường phải chủ động phối hợp với các sở ngành để mà phối hợp giải quyết. Trường hợp các sở ngành địa phương mà thực hiện không hết trách nhiệm của mình để dẫn đến ảnh hưởng việc chung thì Sở Tài nguyên Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân tỉnh. Trong đó lưu ý địa phương nào mà chậm bồi thường giải phóng mặt bằng, chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ giao đất cho các nhà đầu tư thì địa phương đó chưa được bố trí kinh phí từ cái nguồn thu sử dụng đất của tỉnh cho huyện trong năm 2022 này. Tôi nói cái ý này có nghĩa là mình thực hiện cái cơ chế là anh nào làm tốt thì bố trí vốn kịp thời, anh nào làm không tốt thì để lại đó. Liên quan đến nội dung giải ngân vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng kế hoạch vốn năm 2022 được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao hơn 6.462 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương 4.995 tỷ đồng, ngân sách trung ương hơn 1.467 tỷ đồng. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, tổng số vốn đã phân khai chi tiết cho các dự án đủ điều kiện hơn 6.047 tỷ đồng. Đến thời điểm này, giá trị giải ngân đạt hơn 637 tỷ đồng, bằng 16,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 10,5% kế hoạch vốn phân khai. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 538,5 tỷ đồng, bằng 11,8% kế hoạch vốn đã phân khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh phê bình các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp, các chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục triển khai các dự án để phân khai vốn. Đối với 19 dự án chuyển tiếp chưa giải ngân, đến ngày 15 tháng 6 năm 2022, nếu chủ đầu tư nào không giải ngân được, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh điều chuyển vốn sang cho dự án khác. Tỉnh sẽ không bố trí lại vốn cho các dự án này, địa phương sẽ tự chịu trách nhiệm bố trí vốn, kiểm điểm trách nhiệm các sở ngành là chủ đầu tư các dự án trên.